khu đô thị Crown Villa. Được đầu tư và xây dựng bởi Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng trên vùng đất đắc địa thuộc đường Cách mạng tháng 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Song hành cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Thái Nguyên, Crown Villa mang sứ mệnh tạo lập những giá trị khác biệt nhất để trở thành khu đô thị ấn tượng và đẳng cấp bậc nhất Thái Nguyên. Với chủ đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, đơn vị thiết kế Tập đoàn Hòa Bình, đơn vị thi công Công ty Cổ phần Sông Đà 2, vị trí đường Cách mạng tháng 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Quy mô dự án 55,5 ha, giai đoạn 1 35,4 ha, giai đoạn 2 20 ha. Mật độ xây dựng 32,35%. Đất cây xanh và dịch vụ công cộng 19,3%. Diện tích hồ điều hòa 2,3 ha. Diện tích đất ở 12 ha. Tiến độ triển khai dự án đi vào hoạt động từ phân khu Iris hoàn thành toàn bộ năm 2022. Hình thức sở hữu sổ đỏ lâu dài. Nằm tại tâm điểm giao thoa của các tuyến đường huyết mạch từ Crown Villa, không khó để đi ra các tỉnh thành lân cận. Trong bán kính 3 km từ Crown Villa là các tiện ích ngoại khu trọng điểm như trung tâm thương mại, bệnh viện, các trường đại học, khiến nơi đây trở thành chốn sở hữu vị trí đắc địa hiếm có tại Thái Nguyên. Khoảng cách kết nối các khu vực từ dự án Crown Villa phía nam giáp khu dân cư hiện trạng cũ lữ đoàn 243, phía đông giáp đường Cách mạng tháng 8, phía tây giáp tuyến đường quy hoạch và khu dân cư hiện trạng, phía đông giáp khu dân cư hiện trạng. Toàn bộ dự án thì gồm có 4 tiểu khu và một khu nhà ở xã hội 260 lô, cao 3 tầng, mật độ xây dựng 80%, tổng diện tích 20.000 m2. Tiểu khu thứ nhất là tiểu khu Helios với 84 lô, shop villa 43 lô, biệt thự 41 lô. Tiểu khu thứ hai là tiểu khu Hepmes với shop house 60 lô, shop villa 8 lô, liền kề 124 lô, biệt thự 24. Tiểu khu thứ ba là tiểu khu Isis với 247 lô, shop house gồm 60 lô, liền kề 187 lô. Tiểu khu thứ ba là tiểu khu Poseidon với 44 lô, shop villa 28 lô, biệt thự 16 lô, diện tích từ 180 đến 607 m. Với những lô sản phẩm liền kề có giá bán khoảng 3,3 tỷ, shop house thì có giá khoảng 5,4, biệt thự song lập có giá 8 tỷ, biệt thự đơn lập có giá khoảng 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó là những tiện ích đẳng cấp vượt trội. Crown Villa được ví như City and City tại thành phố Thái Nguyên là thành phố văn minh hiện đại, được quy hoạch theo mô hình siêu đô thị đẳng cấp. Dự án cung cấp tiêu chuẩn sống 5 sao cùng các tiện ích đẳng cấp khác biệt cho cư dân. Toàn nội khu có đến 40 tiện ích được thiết kế tinh tế, sao cho mỗi căn nhà đều có thể tận hưởng các tiện ích đạt tiêu chuẩn 5 sao. Cư dân có thể thoải mái nghỉ ngơi bên bể bơi, thư giãn tại phòng tập đa năng, mua sắm giải trí tại trung tâm thương mại, siêu thị hay ngắm nhìn đàn trẻ thơ tung tăng đến trường tại tiểu khu giáo dục với trường học quốc tế. Sống như nghỉ dưỡng tại chính ngôi nhà của mình, Crown Villa là chốn đi về lý tưởng mà bất cứ cư dân nào ở Thái Nguyên cũng mong muốn có được. Và giờ chúng ta cùng ngắm nhìn toàn bộ khu đô thị Crown Villa từ góc nhìn trên cao Flycam được quay ngày 15 tháng 3 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.
Thank you.